Vâng, lời đầu tiên thì Quang Minh Audio xin kính chào tất cả quý vị và các bạn cùng đam mê audio trên mọi miền Tổ quốc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn trong thời gian vừa qua luôn luôn đồng hành và cùng ủng hộ Quang Minh Audio. Và hôm nay thì Quang Minh Audio sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn ba cái mẫu phở đèn bộ tiền khuếch tạng. Đấy, ba cái mẫu phở đèn có chất lượng tốt nhất hiện nay để cùng review giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng tham khảo nhé. Như trên màn hình quý vị các bạn đây, tôi là có 3 mẫu phở đèn này, còn này có tubi T1 này, tubi M1 và tubi T5C. Hàng này là hàng chính hãng của Suka Audio anh em nhé, chính hãng của Suka Audio, bảo hành 12 tháng lỗi đổi mới cho anh em nhé, anh em nhé. Và Suka Audio thì anh em đã biết rồi, là một trong những hãng rất là nổi tiếng trên thế giới sản xuất ra những thiết bị âm thanh để phục vụ anh em cùng đam mê audio. Ví dụ như là con DAC giải mã Q5 Pro cũng là một trong những con DAC giải mã đã được hãng sản xuất và đã đến tay anh em chơi, và là một trong những con đã làm nên tên tuổi của hãng. Ngoài ra có những một số cái mã cao hơn như Q6 Pro thì rất nhiều anh em đã chơi và trải nghiệm, đánh giá chất lượng âm thanh rất tốt. Và ra đây thì tôi sẽ chi tiết từng sản phẩm cho anh em cùng tham khảo. Đầu tiên muốn giới thiệu với anh em con Tubi T1. Con này thì cũng rất là đơn giản thôi, cũng sử dụng rất đơn giản thôi. Chơi những dòng này thì anh em có thay đổi âm sắc cho những dàn âm thanh của anh em rất là nhiều. Đó, như con này thì tôi đã cắm sẵn nguồn đây rồi. Về phía trước đây anh em, phía trước anh em nhìn này, Tubi T1 này, Suka Audio. Con này được trang bị nút gạt, gật nguồn nút gạt anh em nhé. Đó, đó anh em thấy không? Tôi là gạt on off lên, bật on lên cái là bắt đầu bóng sáng này. Đó anh em nhé, bóng sáng. Và con này có thể chỉnh bass này, chỉnh bass, chỉnh treble, và đây là lốt volume tăng giảm được. Con này thì rất là đơn giản thôi anh em nhé. Đó, cái lốt này cầm nó rất là thích, đó chắc chắn. Dùng một scat, đó anh em thấy không? Trên này có một cặp bóng tôi đã lắp sẵn rồi. Phía sau đây anh em, phía sau trang bị một cổng DC 12V adapter nguồn tôi đã cắm sẵn đây rồi, và rất là đơn giản thôi, một nguồn in và nguồn out, đường hoa sen, một đường vào một đường ra cho anh em nhé. Đó, còn Tubi T1 đó, hạt chính hãng của Suka Audio anh em nhé. Đó, và con này thì có giá rất là dễ chịu rồi, anh em chơi anh em có thể về phối ghép với con DC giải mã đều được, rất nhiều anh em đã chơi một con bộ Tubi T1 này. Rồi, sẽ có giá là 850.000 anh em nhé, 850.000 trên một con như này anh em nhé. Đó, Tubi T1. Và kế tiếp của Tubi T1 giới thiệu với anh em một dòng cao hơn một chút, chính là con Tubi M1. Đó anh em nhé, Tubi M1 dòng này thì đã được cải tiến hơn rất là nhiều. Đó, rất là nhiều, con này chỉnh bass, chỉnh mid, chỉnh treble, và nó rất là nhiều tính năng. Đó anh em gì đây, rất nhiều tính hơn. Đó, trên này là nút nguồn này. Đó, anh em thấy chưa, bật nút nguồn này, nút nguồn kèm nút chuyển chế độ đang Bluetooth đang nháy này. Đặc biệt dòng này bắt đầu là có Bluetooth anh em nhé, anh em nhìn dâu Bluetooth này. T1 là không có Bluetooth, nhưng mà M1 thì nên bắt đầu có Bluetooth này, chế độ Bluetooth này, hoặc là RCA đó, hoặc USB thì anh em có USB sẽ tự nhận. Còn đây là các nút tạm dừng này, qua bài hoặc tăng giảm lượng ở trên này. Ở dưới này là mặt đằng trước đây sẽ được trang bị một cái cổng USB và thẻ nhớ, có nghĩa là đọc trực tiếp USB và thẻ nhớ anh em nhé. Đó, đây là một gốc một cổng Typhoon 6 3.5 anh em nhé. Con này chỉnh bass, chỉnh mid và chỉnh treble anh em nhé. Đó, dòng này rất là tiện đó cho anh em thấy không? Đó, được cắm bắn bóng sẵn trên này tôi bật rồi ha. Phía đằng sau thì cũng rất là đơn giản thôi. Phía đằng sau này ngoài cổng nguồn 12V anh em này, nguồn DC 12V này, được in vào được trang bị thêm một cổng Bluetooth thôi. Còn vẫn như là đường AV, đó đường hoa sen, và đường out ra thì cũng một cổng hoa sen này. Và một đường out đằng trước ra cổng 3.5 nha anh em nhé, cổng Typhoon nhé anh em nhé. Và một bộ Suka Audio Tubi M1 như này, dòng Tubi M1 này anh em nhé sẽ được trang bị thêm cả điều khiển anh em nhé. Đó anh em nhìn điều khiển của Tubi M1 này, đó rất là đơn giản này, tắt bật này, chuyển chế độ này, đó, qua bài này, tạm dừng người rất kìa, tắt tiếng này, chỉnh to nhỏ này, volume này, đó đấy, một con điều khiển rất dễ sử dụng. Đó, sẵn pin này anh em về rút ra là sử dụng anh em nhé. Đó, một bộ Tubi T1 này thì có giá là 1.550.000 anh em nhé, đọc USB thẻ nhớ, đấy, chỉnh bass, treble, mid rất là tiện anh em nhé. Đó, xin nhớ đó, Tubi M1 đó. Và một bản nữa muốn giới thiệu anh em, bản cao cấp nhất của Suka Audio đó, chính là con Tubi T5C. Đó, Suka Audio Tubi T5C, bản này là được coi là bản DC, bản xin lỗi anh em, bản Tubi Pre-Den tích hợp
giải mã đó, anh em nhá. Trong này sẽ có chip giải mã cho này anh em nhá. Đó, mặt ở trước anh em nhìn này, con trang bị cổng nút gạt này, on off này, và đây các chế độ là AUX này, USB này, Bluetooth này, là các chế độ tương tự như anh em nhá. Đó, trong này thì đó, và bắt đầu tôi sẽ bật nút nguồn này, on off cho anh em này. Đó, khi bật nút nguồn thì bắt đầu bóng nó sẽ sáng này. Đó, còn đây là chúng ta sẽ dùng chế độ đầu vào là gì, chúng ta sẽ chọn ví dụ Bluetooth thì chúng ta sẽ gạt Bluetooth hoặc USB hoặc là AUX để được anh em nhé. Bluetooth mà chưa có kết nối thì nó sẽ nháy, khi nó kết nối là sẽ không nháy đèn anh em nhé. Đó, và bên này sẽ được trang bị một cổng tai phone với 3.5 chỉnh bass, chỉnh chép và lúc volume tăng giảm âm lượng đó. Và dòng này cũng đã có Bluetooth nhé, đặc biệt dòng này đã tích hợp thêm DC giải mã anh em nhé. Đó, DC giải mã đó, phía sau đây anh em, phía sau đây đó anh em thấy không, rất quen thuộc, một con nguồn DC 12V này đó, đường out ra vẫn là đường hoa sen này, đường in vào ngoài đường Bluetooth và đường hoa sen sẽ có thêm một đường PC USB cho anh em chơi máy tính nhá. Đó, PC USB cho anh em máy tính. Và dòng này thì anh em cũng sẽ được hãng được có kèm theo một dây USB. Đấy, dây USB này anh em này. Đó, dây USB này cho anh em chơi vào máy tính, cắm trực tiếp vào máy tính nha anh em nhá. Đó, chơi nhạc trực tiếp từ máy tính. Đó anh em đó. Đó. Và xin báo giá cho anh em cùng tham khảo, một con Tubi T5C này sẽ có giá là 2.350.000. Đấy, một con Tubi Preden tích hợp DAC giải mã anh em nhá. Đó. Anh em nhé. Và trên đây thì tôi có giới thiệu với anh em ba cái mẫu Preden tốt nhất hiện nay cho anh em cùng tham khảo, và anh em xin báo giá lại cho anh em cùng tham khảo này. Tubi M1 là 850.000. Xin lỗi anh em, Tubi T1 là 850.000, Tubi M1 là 1.550.000 và Tubi T5C là 2.350.000 đó anh em nhé. Và ngoài ra anh em mà cần nâng cấp thêm bóng Mỹ thì anh em cũng có thể liên hệ luôn, một cặp bóng Mỹ này tôi để kèm cho anh em, anh em có thể nâng cấp hoặc sửa tua một cặp bóng Mỹ này thì có giá là rất một cặp bóng Mỹ này để cho anh em với giá là 200.000 trên một cặp anh em nhé. Đó, anh em mà cần nâng cấp thì đây rồi, tôi sẽ để cho anh em một cặp bóng Mỹ này với giá 200.000 trên một cặp như này anh em nhé. Đó, cặp bóng Mỹ 2 chiếc đó anh em nhé. Và anh em nào mà cần thêm thông tin hoặc có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp tôi qua số điện thoại 0944737321 anh em nhé, 0944737321. Ngoài ra anh em cũng có thể qua trực tiếp hệ thống cửa hàng của chúng tôi ở Hà Nội, thì chúng tôi có 3 cơ sở: Đống Đa, Hoàng Mai và Long Biên, và 1 cơ sở trong Sài Gòn trên quận 7 anh em nhé. Đó, xin cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em nào mà yêu thích video thì video hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của chúng tôi. Một lần nữa xin cảm ơn anh em, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video kế tiếp nhé.